chào các chị và các bạn. Chúc mừng các bạn, đó là núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh. Sau một cái đêm mưa bão số 9 năm 2018 thì nước ở trên núi nó đổ xuống rất là nhiều. Cái đường này đây là cái đường hướng về hồ Dầu Tiếng, thị trấn Dương Châu á, đường đó. Đây mình thấy cái cảnh tượng mà nước nó chảy rất là xiết, chị các bạn thấy nước nó chảy. Mưa cái bão số 9, cái đêm mà bão số 9 đổ bộ vào miền Đông Nam Bộ thì mưa suốt nguyên một đêm và một buổi sáng. Đây núi Bà Đen, ở đằng kia nước nó chảy rất là xiết. Nước là ngập lên láng luôn. Chắc là dựng lên ở chuyện đi lại là đổ.
ta, chim cò nó bay. Này có con bò nó nằm ở trên đây, chim mắc cài nó chạy, chạy đi nước, chim mắc cài nó khỏe thiệt. Ở xa xa có cái chim mắc cài Kubota đó, chạy dưới nước luôn. Núi Bà Đen, mấy cài này hả? Núi Bà Đen rồi xám xịt. Âm u xám xịt. Nước ở trên núi Bà Đen nó chảy xuống. Trên đường đi từ Tây Ninh về Long An không biết đi về được á, đi từ đâu mà đi, mình sẽ ghé.